Kính thưa quý vị thân mến, phải nói rằng là hạnh phúc tới nghẹn ngào. Hôm nay Tuấn Vị lại long trọng báo đến cho cộng đồng thêm một tin vui của một gia đình được đoàn tụ sau 51 năm. Đó là câu chuyện của chú Diên và cô Tịnh. Trước đây cũng vì nghịch cảnh nên gia đình đã gửi em vào cô nhi viện. Đó là chị Tịnh, là em của chú Diên. Và tính cho đến nay đã hơn 51 năm thì gia đình mới đủ cơ duyên để gặp lại nhau. Giờ đây Tuấn Vị xin truyền tải câu chuyện trong buổi đoàn tụ để cho cô chú anh chị chúng ta cùng chúc mừng cho gia đình. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi. Rồi, để bây giờ đó thì Tuấn Vị xin phép được ghi nhận cái cảm xúc khi mà chuẩn bị đón em chút xíu. Dạ. Rồi Tuấn Vị xin giới thiệu với cô chú anh chị trên cộng đồng. Thì người mặc áo trắng và đang cài cái micro đây là chú Diên. Thì cách đây khoảng nửa tháng không chú? Cái lúc mà gặp nhau ở Buôn Ma Thuột khoảng nửa tháng không chú? Dạ, khoảng nửa tháng. Dạ, nửa tháng ha. Nửa tháng mà bây giờ có thành quả thì mừng quá chú ha. Rồi, được, chúc mừng chú nha, cho con bắt cái tay chú, chúc mừng cái. Dạ, vui. Dạ, thì thưa cô chú anh chị trên cộng đồng thân mến, là cách đây nửa tháng đó thì Tuấn Vị có dịp công tác ở trên Buôn Ma Thuột. Thì cũng nhờ qua cái sự kết nối của em Quân, nên là em Quân đã giới thiệu Tuấn Vị cho chú Diên đây. Thì chú cháu đã có một cái buổi trò chuyện là chú mong muốn kiếm lại người em của chú đã thất lạc là cũng bao nhiêu năm chú? Dạ, 51 năm. À, 51 năm. Dạ, thì rất là may mắn là khi mà cập nhật lên đó thì đã kết nối được thành công. Và hôm nay cả gia đình đang còn chào đón, chuẩn bị chào đón cô nè. Chúng ta chào ông bà cô chú trên cộng đồng đấy ha. Dạ. Chuẩn bị đón cô, đón em. Thì Tuấn Vị thấy trong nhà thì cũng chuẩn bị một cái bình hoa rất là đẹp này. Rồi bên đây hình như là cũng có một cái bó bông để chuẩn bị tặng cô phải không? Dạ. Rồi vậy bây giờ chắc là nhờ chú Diên chia sẻ cái cảm xúc một chút xíu về cái lúc mà chuẩn bị đón người em thân thương. Và cách đã 51 năm rồi chuẩn bị gặp thì chú có thể cho cái cảm xúc cũng như là gửi lời đến cộng đồng chút xíu chú ha. Dạ. Thì xin kính chào anh Tuấn Vị làm chương trình. Xin kính chào cộng đồng mạng. Thì hôm nay tôi được lên đây là quá là sức là vinh hạnh. Và một cái điều tôi muốn nói là em của chúng tôi đã mất nay lại tìm thấy. 51 năm năm thất lạc nay đã trở về, thì không có gì hơn, tôi rất vui mừng và mời cộng đồng quý anh chị cùng vui mừng với gia đình chúng tôi. Dạ, hôm nay là có quyền được chúc mừng trọn vẹn chú ha. Bởi vì thưa quý vị là trải qua mất khoảng đâu một tuần là chờ kết quả ADN, thì cá nhân Tuấn Vị cũng rất là hồi hộp khi mà cũng có nhiều thông tin, tuy rằng thì cũng khả thi nhưng mà ngược lại thì đôi khi trong cái khả thi đó biết đâu được lỡ rủi mà không trúng thì cũng làm cho gia đình thất vọng. Vì vậy cho nên là trong thời điểm đó thì quý vị cũng rất là hồi hộp. Nhưng nay thì là mọi việc đó, niềm vui đã được trọn vẹn. Thì thưa chú, có thể là ở trên cộng đồng đó thì khi con truyền tải cái đoạn video này có thể là nhiều cô chú cũng chưa hiểu được đầu đuôi cái câu chuyện. Yeah. Vì vậy cho nên là cô chú có thể kể lại trong cái quá trình thất lạc người em của chú đó để cho cô chú anh chị trên cộng đồng hiểu được cái nội dung đó chú ha. Dạ. Thì cũng xin lỗi quý cộng đồng, thì thời gian nó cũng hơi lâu quá rồi. Thành thử chỉ là coi như từ tôi chỉ nhớ là năm 1972 là mùa hè đỏ lửa. Hồi đó là gia đình tôi ở Quảng Trị, thì mẹ của tôi là có ba người em, ở đây là coi như một, đây là hai, và em Tịnh là người thương, người sau cùng. Vậy con xin lỗi, vậy đây là anh của chị Tịnh. Anh của Tịnh. Dạ. Đây chị của Tịnh. Đến đây là người chị, là chị kia chị Tịnh. Dạ, chị kia Tịnh 68 đấy. Dạ. Hôm là lấy mẫu của chị đây là xét nghiệm ADN đấy. Dạ. Rồi.
Vậy rồi tiếp theo như thế nào nữa chú? Rồi lúc đó mẹ như thế nào? Dạ, năm 72 là coi như vì chiến sự nó rục rịch đó, thành thử chứ bà thấy trong tay ba đứa em, chỉ có là em lớn đây thì còn em nhỏ đây, còn em kia là coi như vô phương cứu chữa, thành thử chứ phải gửi cô như viện. Và hồi đó là được cha mình giới thiệu, cha mà coi như ở giáo sứ Diên Sơn á, giới thiệu vô địa phận Huế là coi như gửi vô dòng cô như viện nước ngọt ở 237 đường Huỳnh Thúc Kháng. Yeah. Rồi sau đó là chiến tranh 72 là bùng lên dữ dội. Yeah. Rồi là coi như cả dân Quảng Trị là di dời vô Huế, là chạy vô Huế đó. Yeah. Thì chỉ tránh xa cái tiếng súng đạn thôi, cho mình biết chẳng đâu mà tìm. Yeah. Nhưng mà vô tới Huế rồi thì hồi đó là có cái chương trình là họ đưa xuống cửa Thuận An, rồi yeah, lên tàu họ chở vô Đà Nẵng. Rồi sau đó một thời gian thì cái cô nhi viện ở Huế đó cũng là lung lay, rồi cũng đưa các em vô Đà Nẵng. Và hồi đó là thành lập một cái trại hai, gọi là trại tình thương hai. Đây ở chỗ Hòa Long mà bây giờ là biển Thanh Khê Đà Nẵng. Dạ. Dạ, rồi sau mẹ có qua thăm một lần, thì không biết thông tin ở đâu, nhưng mà mẹ may mắn sao mà có lại qua thăm em tỉnh một lần là lúc đó. Rồi sau đó là cỡ khoảng một tháng thì tôi hồi nữa là tôi đang còn đi Việt Nam Cộng Hòa chế độ cũ, rồi đi được về phép thì có nhà mẹ giận quá để mà nắm thông tin, vì hồi đó hai em này đang còn nhỏ lắm. Yeah. Nhưng mà qua thì có nhà họ chuyển đi rồi, cũng là có nhà rất nao núng, là có nhà hồi đó là có cái thông tin là có nhà chở qua Philippines hai chiếc máy bay Dakota. Nhưng mà có nhà rớt ở dưới biển một chiếc, thành thử chứ là sau thời gian này mà tìm em thì như là coi như đại biển một kim thôi. Dạ, nhưng mà cũng hoang mang chú ha, hoang mang. Dạ, dạ cũng hoang mang, vì là coi như còn một chiếc thì trong sổ đó thì chắc gì đã có em mình. Dạ. Dạ. Nhưng mà sau đó là nhờ cái là coi như cái ông thầy ngoại cảm, ông thầy niệm ở Đà Nẵng á. Thì tôi mới cầm cái tờ giấy nào tới là hỏi ông thầy niệm, nhờ thầy cho biết là dạ, thầy phản là coi như một câu là coi như nó chưa chết. Dạ. Nhưng bây giờ nó ở xa lắm. Dạ, đành thử chứ là coi như cũng tin tưởng từ đó. Và sau này thì cũng để thăm vậy thôi. Sau cái thời gian năm 1996, cái hồi đó là coi như kinh tế cà phê nó cũng hơi vững rồi đó. Thế nên tôi mới cầm cái tờ giấy là coi như mẹ tôi đưa lại đó, đi ra tới cô nhi viện nước ngọt. Mà lúc đó là họ chuyển lên cái đường Kim Long Huế rồi, gần chùa Thiên Mù rồi. Thì họ bảo là coi như cô nhi viện này không có đưa trẻ nhỏ đi nước ngoài. À, là chỉ có là coi như đưa đi Sài Gòn một mớ, nhưng mà coi như ở trong Sài Gòn thì có cái dòng là coi như con cái đức mẹ vô nhiễm á, là họ cho địa chỉ luôn ở đường số 4. Yeah. Là phường Bình Triệu đó. Nhưng mà hôm đó là coi như tôi cũng tức tốc là coi như sắp xếp là vô phường Bình Triệu để mà hỏi tin tức. Nhưng mà hôm đó là coi như có mấy cái sớ đang còn trẻ, họ nói cái mớ sớ mà to đó thì con người đã về hưu rồi, cũng có người đã chết rồi, thành thử chứ thâu lượm thông tin cho anh để lại số điện thoại, thì sau này thì có gì thì tôi bảo lại cho anh. Thì từ đó là coi như chờ hình như là vô vọng. Dạ, vô vọng. Dạ. Đúng ha. Rồi sau cái có cái chương trình mà Tuấn Vĩ kết nối yêu thương đây. Dạ. Thành thử chứ thằng quân nó mới lên tiếng. Dạ. Nó nói với bác có cái trường hợp đó, rồi bác địa chỉ rồi coi như vô chương trình này để tìm kiếm. Bởi vậy cho nên là cái duyên nó đến đó chú, cái duyên. Dạ. Nó đến. Và qua đây đó thì con mới thấy rằng chúng ta chỉ có khi nào chúng ta không còn nỗ lực nữa thì nó mới hết hy vọng. Yeah. Chứ còn khi chúng ta đang còn nỗ lực thì con thấy thật sự mà nói là không phải ngồi với chú đây mà con khen chú, đúng thật sự là chú quá nỗ lực luôn. Trong gia đình thì chắc là chú là người nỗ lực nhất ấy. Chú săn sái ba cái chuyện mà yeah, cập nhật thông tin, rồi chú chạy đầu này đầu kia để đi kiếm. Yeah. Rồi chú cũng đi tuốt trên Buôn Ma Thuột, gặp con ở trên Buôn Ma Thuột. Chứ còn nếu như mà không có cái sự mà nỗ lực đó làm sao có thành. Yeah. Quả được, đúng không chú? Yeah. Dạ. Dạ. Thì đó. Yeah. Cho nên là con nghĩ là tất cả là cái duyên ơn trên sắp đặt hết trơn á. Chứ nếu ví dụ như ngày đó mà con không có lên Gia Lai, không có ghé Buôn Ma Thuột thì cái chuyện ngày hôm nay có thể không xảy ra. Chưa biết tới khi nào. Tôi chúc mừng người làm tràng vỗ tay nữa đi. Coi như là thành công rồi. Đấy, bây giờ thì đang lúc có nhà em chưa tới thì sẵn thời gian thì tôi cũng xin là cảm ơn chương trình Tuấn Vĩ kết nối yêu thương, rồi xin gửi lời cảm ơn đến bố mẹ nuôi đã nhận nuôi là có nhà em tình của chúng tôi từ đó tới bây giờ, rồi cũng xin được cảm ơn tới cô nhi viện nước ngọt Huế. Yeah. Cộng đồng cô nhi viện nước ngọt Huế với cộng đồng cô nhi viện Xuân Phương thành phố Thủ Đức. Yeah. Thì đã có công nuôi em tôi những năm đầu đời và quá gian khổ.
và cũng xin được cảm ơn quý vị, quý cộng đồng mạng đã chia sẻ yêu thương, đã có lời chúc mừng đến gia đình chúng tôi hôm nay. Xin trân trọng kính chào. Có thương suy nghĩ đó đi, không biết cô con sống hay là mất rồi. Cứ nghĩ nói đi theo chuyện chuyện hai chuyện mà mình chuyển thành con một chuyện nói thất bại đó, nó sợ con đến đời nữa. Có nghĩa là nghe người ta đồn là hai chuyến bay đó có một chuyến bị sự cố như vậy, rồi cứ sợ em mừng là nằm trong cái chuyến mà rủi ro đó, nên sợ không còn trên đời này nữa, đại khái vậy á. Rất là đáng tiếc là bây giờ cha mẹ không còn nữa để mà chứng kiến giây phút anh chị em đoàn tụ ha. Đúng rồi cái chú ha. Phải chi mà cha mẹ được chứng kiến được cái buổi hôm nay thì phải nói rằng là cảm thấy rằng nó ấm lòng biết bao nhiêu, đúng không chú? Nhưng mà rồi chúng ta cũng thắp hương để báo cáo đến cha mẹ thôi, là đã gặp được em, đã gặp được chị này kia vậy thôi, chứ bây giờ là có ai mà lớn tuổi mà sống hoài được đâu chú ha. Đến rồi thì phải đi thôi. Dạ đúng rồi, lớn tuổi thì cũng phải đi. Mà đúng thật sự là cái câu chuyện này là một câu chuyện cũng là khá là hy hữu đó cô chú. Cũng toàn nếu tìm ra được em là nhờ anh trai, chứ còn em đoan ở đằng nhỏ. Mà đây ông bóng bòi nữa toàn. Mỗi người chuẩn bị một cái khăn trước rồi đó hả? Anh cho em coi cái khăn kìa, đưa cái khăn cho em coi. Thưa quý vị là hôm nay là mỗi người là chuẩn bị một cái khăn trước, vì biết trước chắc chắn là gặp em là kiểu gì cũng phải khóc, nên là mỗi người chuẩn bị cái khăn, chưa gặp mà đã chuẩn bị cái khăn trước rồi. Chú Vinh hỏi xem tới đâu rồi để mình biết được. Sắp rồi đó. Sắp rồi ha. Rồi vậy để Tuấn Bị có thể là ra đầu hẻm Tuấn Bị đón. Đi đến xe mình đón lúc nãy mà được vài 10 phút rồi. Ở đây rồi đó. Rồi thưa quý vị thân mến, vậy giờ đây Tuấn Bị ra đầu hẻm để đón cô Tịnh. Rồi chúng ta sẽ vào và cả gia đình mình cứ ngồi tại chỗ ha. Cứ ngồi tại chỗ rồi Tuấn Bị ra dắt chị Tịnh vô ha. Thưa quý vị, đây là chiếc xe đang chở cô Tịnh ở trên xe, là em của chú Diêm. Thì hôm nay gia đình trùng phùng, rất là vui mừng. Hello. Dạ xin chào gia đình mình. Đây đâu rồi? Đâu chắc là chúng mình gặp cái clip vào đây luôn, gặp được thì em nói với người ta chỉ. Dạ. Thưa gia đình mình cứ ngồi trên xe cho Tuấn Vĩ trò chuyện một chút xíu. Chào chị ha. Chào chị Tịnh. Chị Tịnh đúng không? Cho em bắt tay cái coi. Chào gia đình mình nha. Chào con nha. Dạ. Rồi chị Tịnh có thể giới thiệu trong gia đình mình là có gồm có những ai cho Tuấn Vĩ cũng như là cô chú anh chị biết được chút được không? Mình em trai chị. Em trai của chị Tịnh. Dạ. Còn ở bên đây? Đây là Thảo, vợ của mình, em dâu chị. Vậy hả chị ha? Đây là cháu, đây là cháu Chi, con gái chị. Rồi, vậy chào ha, xin chào. Đây là cháu con của em trai chị này. Rồi chào gia đình mình hai hết. Hai cháu. Con của cháu áo trắng là con của con gái chị, cháu ngoại chị. Còn bạn bên trong là em của hai anh em. Con của cậu Bình ạ. Rồi chị Tịnh ơi, hôm nay đó thì trước hết là em rất là vui khi mà gia đình mình đã kết nối được với nhau sau hơn 50 năm xa cách. Thì trong cái khoảng thời gian mà chờ đợi kết quả ADN đó, là thật sự mà nói là gia đình mình thấp thỏm, mà cá nhân Tuấn Vĩ cũng thấp thỏm dữ lắm luôn. Bởi vì là hôm bữa mà chị em mình được trò chuyện với nhau trên Zalo đó, thì em hỏi chị Tịnh là chị thấy được khoảng mấy chục phần trăm, thấy chị buồn hiu, chị nói được 50%. Cho nên là thật sự mà nói là em cũng cảm thấy rằng là không biết là cái trường hợp này nó có đúng hay không, nên em thấp thỏm dữ lắm. Mà bên chú Diên á, thì chú Diên lại rất là tin tưởng, bởi vì thấy cái thông tin nó lại khá là trùng khớp đó chị.
Dạ. Rồi chị cho em có thể chị có thể cho em cũng như là cộng đồng biết được cái cảm xúc ngay lúc này khi đến đoàn tụ gặp gia đình chút xíu chị ha. Lúc này chị xúc động và chị rất vui. Dạ. Và hôm nay em cũng thấy chị cũng khác hôm trước. Dạ. Tại vì hôm nay hôm trước chị rất buồn. Dạ. Chị cũng hôm nay thì xúc động nhiều, xúc động chị không biết nói cái gì cả. Trong lòng chị lúc này vui lắm. Dạ. Và mà chuẩn bị gặp gia đình mà chị không biết là như thế nào. Dạ. Đấy. Còn hôm trước á, buồn là chị buồn vì có những lý do gì hay là chị suy nghĩ như thế nào mà hôm trước thấy có vẻ như là chị không được cho gọi là tự tin cho lắm chị ha. Hôm trước thì chị nghĩ thế thế nào? Hôm trước thì chị tại vì là chị cũng nhiều thông tin, tìm nhiều thông tin tất trên mạng thông tin đấy, như chị nói là như chưa hề có cuộc chị đi đấy. Đấy, những ai tìm kiếm gia đình ấy nhiều thất vọng quá thì chị hôm đấy thì chị cũng thấy mình hy vọng, vừa hy vọng và vừa cũng thất vọng, chị cảm thấy là cũng không tự tin lắm. Là chị với cả tủi thân là mình tìm được gia đình, thứ nhất là không biết là có đúng hay sai, nhưng mà trong khi mà mình bao nhiêu năm mình chờ đợi mà chỉ sợ mỗi lần thất vọng thôi thì là chị rất là buồn. Đấy, thì đến hôm nay thì chị xét nghiệm AD mà thấy trùng khớp thì chị cũng nghĩ là không biết cái ngày này không biết có bao giờ đến với mình không. Đấy. Thì thôi hôm nay thì chị xúc động lắm, chị không biết nói gì cả. Rồi em hiểu rồi, có nghĩa là hôm nay là mình đã hoàn toàn mình có quyền là chúc mừng nhau rồi chị ha. Rồi vậy thưa cả gia đình mình, Tuấn Vị cũng làm phiền gia đình mình chút xíu, bây giờ chúng ta sẽ vào để gia đình ở trong không phải chờ đợi lâu ha. Rồi mời cả gia đình mình xuống xe nha. Cảm ơn em. Rồi xin mời. Thưa quý vị thân mến, hôm nay thì gia đình đã hoàn toàn được gọi là không có phải nghi ngờ gì nữa. Cái này như đi đưa dâu ấy, thì có gì đưa dâu đây, dâu. Con là người đại diện. Mọi người không được ra, mọi người phải ngồi trong nhà. Thưa quý vị thân mến, bây giờ thì gia đình của chị Tịnh đã có mặt ở tại Thủ Đức để đến về đoàn tụ với gia đình của các anh chị. Tuy rằng là mẹ thì đã mất rồi, ba mẹ thì không còn nữa. Chưa gì mà chị khóc rồi. Dạ, dạ mời chị á. Chú ơi, chị Tịnh tới rồi chú. Anh của chị đó. Trời chị. Dạ mời gia đình mình vô nha. Chị cứ nghĩ em là không con rồi, chị thì phải bật luôn tại con sao một cha bằng thịt. Dạ, hôm nay là gặp bằng da bằng thịt em ruột của mình đấy. Chị Tịnh giới thiệu những thành viên trong gia đình cho cộng đồng này kia biết ha chị ha. Dạ. Rồi cả gia đình mình ngồi đi cho chị Tịnh giới thiệu chút xíu ha. Ồ, chia Khanh hả? Chia Khanh, chia cho Tuấn Vị một cái coi. Chia Tuấn Vị một cái coi. Mỗi người một cái, Tuấn Vị chưa có nè. Tuấn Vị nói ghẹo thôi. Rồi chị Tịnh giới thiệu những người trong gia đình chút xíu chị ha. Em giới thiệu với các anh các chị. Đây là em trai em Bình ạ. Dạ. Đây là em dâu em là vợ Bình. Dạ. Con gái em ngồi giữa đấy ạ. Dạ. Vâng, bên cạnh con gái em là con trai nó đấy ạ. Và hai bạn trai là con trai của Bình ạ. Rất là đáng tiếc là bây giờ cha mẹ cũng không còn để mà chứng kiến được cái ngày mà anh em đoàn tụ như thế này. Rất là đáng tiếc. Vậy là lâu nay thì chị Tịnh là sinh sống ở Hà Nội ha, ở ngoài Hà Nội.
Vậy ba mẹ nuôi thì còn khỏe không chị Tình hết? Ba mẹ chị mất rồi, mất hơn 10 năm nay rồi. Yeah. Mẹ chị thì mất 20 năm nay rồi. Yeah. Còn bố chị mới mất 10 năm rồi. Dạ. Yeah. Rồi cũng đúng là hữu duyên ha. May mắn là ơn trên đưa đường dẫn lối, thì nay thì gia đình mới có cơ hội được gặp lại nhau là quả một cái điều hết sức là kỳ diệu chị ha. Vâng. Dạ. Chắc là gia đình mình dành một tràng vỗ tay để chúng ta chúc mừng cho nhau ha. Còn bên đây sao giống họ nhà gái, có vậy ngồi xuống đi. Quá. Dạ. Dạ. À, cái quả đen đúng không? Ồ, quên tặng hoa luôn rồi kìa. Dạ. Yeah. Quên tặng hoa nữa. Vâng, em xin. Dạ. Rồi để Tuấn Vĩ cài cái video cho chị tặng hoa, chị nói làm sao chứ, nó tặng em hay là làm sao đó cho nghe cho được một chút chứ. Ngày hôm nay thì chị rất mừng, chị tặng cho em bỏ hoa để tươi giống em trẻ đẹp tươi như hoa. Yeah. Rồi ôm hung em cái chụp tấm hình đây. Yeah. Hôm nay đại gia đình mình ngồi ở đây, và cái hạnh phúc nhất là coi như ở bên anh, bên gia đình mình có em Tình, là người bằng xương bằng thịt, mà từ lâu là coi như 50 năm qua là mình tưởng, mình cứ nghĩ là coi như không còn trên trần đời này nữa. Nhưng mà không ngờ là coi như trời đất xếp đặt, và hôm nay được ôm em Tình bằng da bằng thịt, thật là hạnh phúc vô cùng. Không biết nói gì hơn, không có cái hạnh phúc nào hơn cái hạnh phúc này. Vì người đã mất nay đã tìm thấy. Xin cảm ơn. Là thưa quý vị, đây là kết quả ADN mà đã được bên khoa học kỹ thuật công nhận. Cho nên là đây là một cái điều mà chúng ta không còn phải băn khoăn cái gì nữa cả. Thì cũng xin là coi như đọc qua để anh chị em rồi cộng đồng những người đang theo dõi chương trình được biết. Thì tôi thì không rành về bên mấy cái là cái mẫu trên này, nhưng mà đặc biệt là lấy mẫu của em Nguyễn Thị Lợi sinh năm 68, là có là coi như CHI là 1889 PA23, và coi như mẫu của em Tình là coi như 1970, sinh năm 1970, là em gái, là ký hiệu là coi như MI1889 FA. Và kết quả là coi như hội đồng khoa học công ty trách nhiệm hữu hạn là MTV và thương mại và dịch vụ DNA là kết luận người có mẫu DNA ký hiệu và người có cái lời, vậy là coi như Tình là có cùng quan hệ huyết thống theo dòng mẹ. Xin rất chúc mừng và rất mừng và rất chúc mừng. Vỗ tay nha. Rồi cho chú Vinh các cái khăn giấy lau mũi kìa, sổ mũi ra rồi kìa. Lòi mũi ra rồi kìa. Trời, cái này đi. Sao không lau giấy thì lau khẩu trang. Dạ. Hôm nay chị rất xúc động gặp lại các anh với cả chị ruột chị. Thì cũng cảm ơn cộng đồng và cảm ơn Tuấn Vĩ. Và nhất là cảm ơn em trai với cả em dâu chị là đã xem cái chương trình của Tuấn Vĩ và để chị gặp được các anh, các em, các anh của chị và chị gái của chị. Thì chị không biết nói gì hơn. Cảm ơn nhất là em Thảo. Yeah. Em dâu chị. Yeah. Đấy, thì là yeah. Và Tuấn Vĩ nữa. Đấy. Yeah. Nếu không có chương trình của Tuấn Vĩ thì chị không gặp lại được gia đình chị. Yeah. Và trong khi đó chị rất là tuyệt vọng rồi. Yeah. Đấy, thì chị không biết nói gì nữa. Thì... Yeah. Em nghĩ là cái duyên nó tới rồi đấy chị. Bởi vì theo như em được biết đó là trước đó chị cũng đã rất là mất hết cái niềm tin rồi. Và không nghĩ rằng là sẽ... kết nối được lại với gia đình. Dạ, vậy thưa chị là trong những ngày qua đó, thì khi mà chị cảm thấy rằng là chán nản rồi và cũng không có cái niềm tin để mà kiếm gia đình nữa,
thì cái việc mà theo dõi thông tin để mà biết được cái thông tin mà chú Jin đăng tải hôm nay đó là nhờ cô em gái bên đây ha? Em dâu chị. À, em dâu. Vậy là không biết là em dâu vô tình xem được hay là cố ý theo dõi để kiếm người thân cho chị? Chị không biết, nhưng mà em dâu em bảo theo dõi chương trình này là từ lâu lắm rồi. À, vậy chắc là phải phiền em dâu chút xíu nha. Dạ, em dâu xúc động quá hả? Xúc động quá. Dạ, Tuấn Vĩ cũng muốn hỏi coi có phải là cố tình theo dõi để kiếm người nhà cho chị hay không, hay là mình vô tình mình xem được? Xúc động quá hả? Dạ. Hôm chị vào cũng như viện chị hỏi thăm xem có ai tìm chị không. Dạ. Thì em dâu bảo là thôi mình cứ xem, nhỡ không may là có trường hợp nào như của chị. Thì tìm lại gia đình chị thì là được may mắn. Thế là hôm đấy vô tình em dâu chị xem, là mới nói chuyện với Bình. Thì thôi thì em nói chuyện với Bình đi. Thôi được rồi. Thì thế này, theo Tuấn Vĩ nghĩ là nếu vô tình xem được thì đó là cái duyên nó đã tới. Nhưng mà gọi là cố ý theo dõi để mà kiếm người thân cho gia đình thì đó cũng là một trong những cái hành động rất là đáng trân trọng, đáng quý. Thì chung quy là hôm nay kiếm được lại gia đình thì cái điều đó là cái điều mà hết sức là may mắn. Bởi vì có nhiều trường hợp cũng cố tình xem, nhưng mà cố tình xem hoài không có thấy người nhà kiếm, không có trùng khớp. Nhưng mà có đôi khi cái duyên nó tới thì đôi khi có thể rằng là trong một cái giờ giải lao nghỉ trưa nào đó mà chúng ta lướt xem và tự dưng bắt gặp thì đó cũng là xem như là cái cơ duyên. Thì nói chung quy lại là hôm nay kết nối được vậy là phải nói là quá là chúc mừng ha. Rồi cảm ơn cô em dâu nhiều. À, hôm trước nhưng mà lên chương trình thì có nói là coi như hầu tạ cho người đưa thông tin là coi như 20 triệu. Thì bây giờ là coi như anh em chúng tôi cũng muốn thực hiện, nhưng mà bên này thì coi như anh của em Tình đây, mà bên này thì lại là coi như em của coi như em Tình đây. Thành thì hai nhà là coi như bắt tay là hòa, là coi như mình anh chị không có nhận. Thì cũng xin thông báo rồi. Còn ở đây thì tôi có một ít là coi như gửi anh Tuấn Vĩ để làm lộ phí là đi trong công cuộc tìm người. Vậy thì thế này chú Duyên này, được rồi, chú ngồi xuống đi con nói cái điều này. Thì trong thời gian qua đó thì Tuấn Vĩ làm thì không có nghĩ gì đến cái chuyện là phí hay là này kia gì hết. Và được kết nối cho những gia đình mà thất lạc nhau để mà được kết nối được lại, là cái điều đó là cái điều mà cái mục tiêu lớn của Tuấn Vĩ. Còn ví dụ như hôm nay á, mà chú có gửi chút lộ phí cho Tuấn Vĩ thì trước hết là Tuấn Vĩ xin chân thành cảm ơn vì cái lòng tốt của chú. Còn Tuấn Vĩ thì không có đề ra một cái gì hết nha chú nha. Còn nếu ví dụ như mà chú gửi cho Tuấn Vĩ đó, thì Tuấn Vĩ cũng nếu gọi là chú có thiện chí để giúp cho những cái người khó khăn trong tương lai hoặc là trong những cái chương trình kết nối của Tuấn Vĩ đó, thì Tuấn Vĩ vẫn thường bỏ tiền ra để cho những gia đình khó khăn, và khi người ta không có điều kiện để người ta thăm nom nhau đó thì người ta có thể Tuấn Vĩ sẽ trích ra cái quỹ đó để cho người ta có cái điều kiện người ta xét nghiệm ADN hoặc là người ta đi thăm nom nhau, giống như trong những cái chương trình mà Tuấn Vĩ đã làm từ trước đến nay. Đó thì cái điều này thì nếu vậy thì chú đã có lòng như vậy thì Tuấn Vĩ xin nhận ha. Bởi vậy là coi như anh nói là coi như trong công cuộc tìm người. Là coi như không biết là anh Tuấn Vĩ sẽ dùng vô cái vấn đề gì, việc gì. Nhưng mà coi cái là tìm giúp là coi như những cái mảnh đời cô đơn, những cái người mà muốn được gặp nhau chẳng hạn. Rồi sau này là coi như cái gì nữa cũng kết nối chương trình của anh Tuấn Vĩ, rồi cùng tham gia, rồi cùng chia sẻ, rồi cùng là góp ý, là coi như nhiều cái trường hợp nếu mà có thể biết được. Rồi để cảm ơn chú nhiều. Và thưa cô chú anh chị trên cộng đồng thương mến, thì trong thời gian qua thì như Tuấn Vĩ cũng nêu trên là Tuấn Vĩ cũng không có đề ra một cái phí nào hay là một cái sự ràng buộc nào cả. Trước khi tìm và sau khi tìm đều là Tuấn Vĩ làm bằng cái gọi là tình nguyện để kết nối. Còn hôm nay chú Jin có một món quà để gửi đến cho chương trình thì Tuấn Vĩ xin cảm ơn tấm lòng của chú Jin cũng như là xin ghi nhận cái điều này. Xin chân thành cảm ơn chú.
Đây, như vậy là coi như bây giờ mời đại gia đình chúng ta là coi như uống nước, rồi sau đó là coi như mời anh Thuần Vị nữa là mình đi ra ngoài này dùng bữa tối. Dạ rồi. À, <mấy. cười> giỏi quá. Dạ. Em chào. Chi là một mới một chai cả. Dạ. Mới một mà một chai là ngon quá rồi, có như vốn rồi. Bé lớn đây bé. Rồi, rồi ngồi đi chuẩn bị chụp chân. À, ngồi ngồi đứng gì cũng được. Rồi 1 2 3. Một hai ba. Rồi, nhìn đây nha, không khóc nha, khóc là hết đẹp nha, 1, 2, 3, rồi. Rồi, đây nha, 1, 2, rồi nhìn đây nha, 1, 2, 3, 1, 2, sung sướng. Giờ sung sướng cuộc đời rồi. Rồi cứ thắng ngồi vô chụp tấm ra, 1 2 đây nha, 1 2 3, 1 2 3. Và lúc còn nhỏ đó thì chắc là chú Thắng cũng nghe nói vậy thôi, chứ chú Thắng cũng đâu có nhận dạng ra được hình hài của em ra sao ha. Dạ. Lúc đó là chị Tình mới được đâu một tuổi mấy phải không ta? À, gần 2 tuổi. Lúc đó chị Tình được 2 tuổi, vậy thì lúc đó chú Vinh được bao nhiêu tuổi? Hồi đó là coi như tôi đi lên Mỹ rồi 17 tuổi. À 17 tuổi. Dạ, vậy thì lúc đó cũng đã bồng em rồi, đã cộng em này kia rồi. Dạ. Trời ơi, nay gặp được lại nhau, phải nói rằng là có một cái điều hết sức là kỳ diệu. Dạ. Không khác gì bà nội à. Dạ. Là chị, em nói cái này nếu không phải chị thông cảm cho em chút xíu nha. Thật sự mà nói á, là nhìn trên gương mặt của chị á, là em thấy có cái nét buồn. Nhưng mà cái nét buồn đó không biết là có do cái việc mà thất lạc gia đình khiến cho chị buồn, rồi những cái đó nó in hằn lên cái nét mặt của chị hay không. Và trong cuộc sống chị có thường buồn và có thường nghĩ đến cái thân phận mình là bị thất lạc gia đình hay không? Mà em thấy trên gương mặt của chị thật sự là em thấy có cái nét buồn đó. Nếu em hỏi cái gì không phải, mong chị bỏ qua nha. Thôi chị đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. À, chị buồn về điều đó. Vì không may mắn là bị thất lạc gia đình vậy ha. Cho nên hôm nay đó là em nghĩ là mọi việc nó đã kết nối được với nhau rồi, là mình không buồn nữa chị nha. Đó, nay bắt đầu là gương mặt nó sẽ tươi hơn ha. Đúng không? Đúng không chú Duyên? Đó. Nên nay về sau là mặt tươi tắn lên, làm ăn nó mới khá được. Dạ, dạ, em xin lỗi vì điều đó, bởi vì em cũng thấy được cái điều đó. Nên là nay về sau mình vui lên chị ha. Chúc cho gia đình mình cũng như là chúc cho mọi việc nó được tốt đẹp chị nha. Cho em bắt cái tay coi, em bắt cái tay chúc mừng coi. Dạ, rồi chúc mừng chú Duyên vậy nha. Nay về sau động viên an ủi em mình nhiều chút xíu để bù đắp cho những cái ngày tháng đó. Dạ. Đúng rồi, ngày nào còn sức khỏe cho anh em còn có nhau. Nay về sau chị vui lên nha, không có buồn nữa, kiếm được gia đình rồi. Dạ. Thưa quý vị thân mến, sau khi gia đình đoàn tụ tại Tư Gia xong thì bây giờ gia đình đang còn cùng nhau đi ra nhà hàng để cùng dùng bữa cơm thân mật. Thì Tuấn Vị cũng sẽ ghi nhận trong buổi gặp gỡ hôm nay để cho cô chú anh chị chúng ta cùng được xem cũng như chúc mừng cho gia đình. Gái về anh Tuấn Vị đến. Không, ở ngoài Đắk Lắk ấy, nhưng mà có cây, một Sài Gòn để đón em đây. Bố đón em đây, đón em ra quê miếng nữa.
đón ra để mà chân thôi, đã lâu thì quá giỏi luôn á. Giỏi như anh Diên, anh trai trưởng à. Dạ. Dạ. Dạ, anh Diên nỗ lực quá chứ không có chú Diên nỗ lực cũng khó. Em bên thẳng thì đi mua thầu anh ở Sài Gòn rồi, giờ mấy đứa con anh ở Sài Gòn tìm kiếm nữa. Ngày hôm nay là có những con mực luôn. Chứ đâm tới đoàn tù của anh Tuấn Vũ về nơi nhà con gái anh Diên á. Xong chưa đang con đi tới chỗ nhà hàng. Nhà hàng. Để ăn mừng ngày đi ngày mai nữa. Ăn tối. Ăn tối. Ăn 10 ngày luôn. Dạ, châu chứ là thân phần tuổi thân có chị em gái. Ai họ có chị em gái, em không có. Giờ có rồi còn nói cái gì nữa. Chưa có rồi thì mừng đó, chưa có rồi thì mừng cho bữa chưa có mốt. Chưa có rồi, nhưng quả mừng cái mừng mà thì đang cũng ăn nói như. Dạ. Bố chưa đi. Chưa đi rồi đổ về quê miếng nữa, thập hướng cho mẹ đó nữa. Dạ. Khi mua ngày mua về rồi điền gì nghe. Dạ, chưa đi đã rồi, chưa biết khi mua ngày mua về rồi điền. Dạ. 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 Dạ, về thắp nhang cho mẹ, báo cáo mẹ là mẹ ơi, con kiếm được em rồi nè, em có mẹ dạ, về đây rồi nè. Em có làm một bài thơ hay lắm đó, anh Tuấn Vĩ ơi. Ồ, vậy hả? Ồ, vậy chú Chiên, chú lấy cái micro bên đây, chú đọc cái bài thơ dạ. Cho con nghe cái được không? Mẹ em. Dạ. Ồ, vậy hả, có thơ luôn. Có. Dạ, hay quá. Mà em tan cõi mãi. Đây là thơ. Làm sao tin được. Muốn vẽ để tao nhìn cái mặt được lúc đó nhìn thấy mặt thế thường ha chi vi thơ diễn cho nên thất lạc gửi rồi đây đó rồi hết giặc rồi ta lui điểm đem về mà cứ do thơ diễn mà cứ chuyện đi chắc thất lắm. Dạ. Dạ, xin chia sẻ bài thơ là coi như trong mấy chục năm ao ước bây giờ gặp em thì coi như tôi cũng có một vài cái ý là coi như để mà nói lên cái lòng mong muốn và cái niềm thương cảm của mẹ. Bài thơ là cái tựa đề là vài dòng gửi mẹ. Theo thể là coi như thất ngôn lục bát. Thương lắm đi, thời giáo trên đàn nộ, pháo bom rền trên đất tổ quê hương. Đau lòng gồng gánh tha phương, gửi thân nơi chốn phố phường chẳng quen. Giấc chẳng tròn, đêm đen trằn trọc, lo lắng về nụm rọt xa xôi. Cầu cho lần chiến tranh rồi, gia đình đông đủ mầm chồi đoàn viên. Ai đâu ngờ cuộc chiến triền miên, con cách biệt xa miền nhung nhớ. Hối hận nhưng trừ đà lợ, đành phỏ mặc nhờ tương trợ ông trời. Hôm nay đã bình minh soi tới, gia đình đại gia đình khắp khởi mừng vui. Mẹ ơi em đã về rồi, bình an nghe mẹ sụt sùi nửa chi. Dạ. Dạ, chắc là cái bài thơ này chú mới làm chú ha. Dạ mới làm. Dạ chú mới làm thì mới có cái câu là mẹ ơi em đã về rồi đó. Dạ. Ha. Dạ. Dạ. Cái gì mà nghe chú đọc là đã lỡ rồi, cái gì đó chú cho con nghe lại cái chỗ đó được không? Nhưng đã lỡ rồi chỉ được mặc phó cho ông trời gì đó. Dạ hối hận, nhưng hối hận là vì đã đi em đi gửi á. Dạ. Dạ nhưng mà đó. Dù hối hận nhưng đã lỡ rồi hay chú? Hối hận nhưng đã lỡ rồi. Hối hận nhưng trừ đã lỡ. Dạ. Đành phỏ mặc nhờ tướng trợ ông trời. Dạ. Hôm nay đã bình minh soi tới, đại gia đình khắp khởi mừng vui. Mẹ ơi, em đã về rồi, bình an nghe mẹ sụt sùi nửa chi. Rồi, đúng là cái này phải về thắp nhang cho mẹ, rồi báo với mẹ là đúng là em đã về rồi. Dạ. Dạ. Không còn hạnh phúc nào hạnh phúc bằng chú ạ. Thật sự mà nói là không có nghĩ rằng là ngần ấy năm mà vẫn còn có thể kết nối lại được với nhau là quá là một cái điều. Nói thật là coi như 50+ năm mà tìm mò như mò kim đáy biển, nó đời nào mà tìm ra được. Mà cứ nghĩ là em mình chắc thứ nhất
Em thường nói với thằng Quân, nói có thể là coi như tình nó không còn trên quãng đời này nữa, chứ không, nó ở trên này thì chắc nó hận gì thì hận, nhưng mà có người đi tìm nó thì nó cũng phải lên tiếng thôi. Nhưng mà không ngờ là coi như vì ở xa quá, mà hơn nữa cái chương trình là anh Tuấn Vĩ thì như thằng Quân nó nói, hồi trước bác đăng lên lần đầu thì mới có 400-600 mà bây giờ tới ngàn mấy rồi. Yeah. Thì bác có gì thì gặp lại là coi như anh Tuấn Vĩ một lần, tôi bác có gì con sắp xếp rồi bác về Đồng Tháp. Nhưng mà không ngờ là coi như cái duyên là anh Tuấn Vĩ lại lên Đắk Lắk, thì coi như bây giờ là được được em ngồi bên đây quá đã. Dạ, thương quá. Thương ghê. Thương quá này. Dạ. Nay đi một vòng trái đất, đi một vòng từ Bắc ra Nam, từ Nam vào đầu tiên là ở nước ngọt Huế, đúng không? Dạ. Sau đó là đi vào Đồng Nai. Đà Nẵng. À, Đà Nẵng. Dạ. Ừ. Đà Nẵng. Rồi đi vào Thủ Đức. Đi vào Thủ Đức. Yeah. Xong đó rồi lại đi ngược quay ra Hà Nội. Yeah. Được gia đình của ba mẹ nuôi xin về Hà Nội. Ba mẹ nuôi hồi trước là ông bố là coi như ở quân đoàn 4 đó, ở đâu Long Thành đó. Yeah. Là coi như nhận em về nuôi thì hồi nãy. Rồi sau này là về đâu ngoài Bắc lại. Yeah. Bởi vì quả là một điều hết sức là kỳ diệu, đi một vòng rồi cuối cùng lại anh em lại ruột thịt lại được gặp nhau, được nắm vào bàn tay của nhau, thì coi như là được nghe hơi thở của người em của mình. Phải nói rằng là quả một điều hết sức là ông trời ông cũng thương á, thật sự là ông trời cũng thương. Quá thương luôn, coi như cũng gia đình là coi như có phúc phần mới được những cái dịp như thế này. Dạ. Đúng thật sự là vậy. Chắc là coi như ngày xưa là chắc anh Hiền ở lại mẹ là coi như một người đàn bà bất hạnh đó. Dạ. Nên là em nghĩ thật sự mẹ nơi chín suối, mẹ biết được cái ngày hôm nay anh em gặp nhau vậy là mẹ mừng, mẹ vui. Nên nay về sau chị tình vui, chị tình vui lên nha, đừng có buồn nữa. Có anh em rồi, đừng có buồn nữa, không có tủi thân nữa, không có cô đơn nữa. Mặt khi nào cũng thấy buồn, khi nào cũng thấy buồn. Giờ hai ba bữa có này là có những gọi điện mới cười đó, trong mấy bữa trước có thấy cười được đâu, có thấy nụ cười của tình đâu. Có người 67 mà họ đang còn tin. Quá trời. Chưa ra rồi. Thôi đừng khóc nữa, bây giờ chú Vinh đọc tiếp cái bài thơ cái gì? Mùa hè là kỷ niệm cái ngày đó là ngày chiến tranh bom đạn á, rồi cũng đi rồi cùng di dời vậy đó. Cái bữa hôm đó là hình lên Đắk Lắk rồi chụp chung với anh Tuấn Vĩ á. Là coi như về là coi như đăng cái hình lên là có vài câu như thế này: Tuấn Vĩ cải tên vẫn bình thường, vậy mà thiên hạ lắm yêu thương, bao nhiêu gia đình đang ly tán, hồi ngủ nhờ anh quả cát tường. Trời, chú thì chú yêu văn nghệ quá. Vậy là chú có ấy quá, con có gọi là có PR cho con quá không? Cái đây là chuyện bình thường mà anh Tuấn Vĩ lập công quá nhiều trời, mà coi như bao nhiêu cái chương trình mà chưa hề có cuộc chia ly thì cũng đăng đó, em cũng lên là coi như đứa cháu cũng lên để tìm tình đây này, nhưng mà coi như cả mấy chục năm rồi đâu có thấy gì đâu, mà bây giờ là coi như cái nhân Tuấn Vĩ là coi như lên cái có liền, mà bao giờ là coi như cái YouTube là coi như của anh Tuấn Vũ biết bao nhiêu gia đình được đoàn tụ, thấy là coi như mình coi là cũng chảy nước mắt chung với họ, kiểu là coi như cũng là thương cái hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, mà bây giờ được gặp thì quá vui mừng. Bây giờ là coi như mong những người mà chưa được gặp cũng được hạnh phúc như những người đã gặp rồi. Đúng rồi, đúng là chúc cho những gia đình đó sớm kiếm được lại người thân. Thật sự thì con thấy được cái sự mà chung tay của cộng đồng ở trước. Con được sự chung tay của cộng đồng nên là từ hôm tới đến nay con thấy cái kết quả nó rõ rệt ở trước. Kết quả rất là, cái xác suất rất là cao. Nên rất là đáng mừng. Và xin nói với chị Tịnh để cho chị Tịnh vui, là chị Tịnh là một trong những trường hợp rất là khó, chứ không dễ chút nào, là những trường hợp ở cô nhi viện đó. Là hôm trước là em nói chị Tịnh là trường hợp đầu tiên kiếm được ở cô nhi viện, nhưng mà em quên là trường hợp thứ hai. Bởi vì có một trường hợp kiếm được ở cô nhi viện là trường hợp của cô Phong kiếm được anh Bắc Hải Trung Hải đó. Chú là cũng xuất thân từ cô nhi viện, nhưng mà con cái là hai anh đó thì lớn rồi ảnh nhớ.
Dạ. Có nghĩa là hai ảnh nhớ tên của cha mẹ. Dạ, à, dạ. Nhưng mà còn đối với giống như chị Tịnh nhà mình đây thì mới có 2 tuổi nên không dạ. có biết được gì hết. Dạ. À, cho nên là đây là một cái trường hợp gọi là khó khăn vô cùng đó chị. Dạ. Nên là rất là chúc mừng chị nha. Chứ không phải ai cũng có được cái phước phần đó đâu. Khó khăn lắm. Kiếm cả đời người kiếm ra đó chị ạ. À. Coi như trời phú, trời thương. Trời thương. Trời thương. Bây giờ là phải nhầm vui lên nào đó nghe. Dạ. Không có được buồn ở đâu á. Nào cùng vui lên em. Ê ồ, bây giờ là trời là Thiên Chúa là không lấy hết của ai đâu. Đúng, đúng rồi. Được cái này thì mất cái kia. Dạ. Chẳng ai hoàn hảo. À, nay không có buồn nữa. Vì sinh ra đời đã khóc rồi mà. Đúng rồi, sinh ra đời biết cái khổ rồi. Cái gì trước mắt. À, gần tới nhà hàng rồi đó. Gần tới nhà hàng Táo Đỏ đúng không? Đây là đường Nguyễn Xí rồi ha. Dạ. Thưa quý vị thân mến, sau khi gặp nhau ở tại tư gia của gia đình chú Diên thì bây giờ gia đình ăn mừng. Gia đình ăn mừng nên là dùng bữa cơm thân mật, mời bà con trong nội bộ cũng như là đưa em gái của chú đi dùng bữa cơm thân mật. Thì hồi nãy còn thấy chị rủ đi đâu đó, hồi nãy rủ bữa nào chị về về chị dẫn đi chơi hả? Chị dẫn đi em đi chơi hả? Dẫn đi đâu? À, thăm ngoại này kia ha. À, ý là nói bữa nào về rồi dẫn đi thăm ngoại. Ừ. Bây giờ như thế này này, coi như anh có cái ý như thế này, bà có ý như thế này, là coi như 50 mấy năm bây giờ gặp lại em Tình là coi như ngày đầu, thì đúng ra là coi như cái ngày sinh nhật của mẹ đẻ thì coi như anh cũng không nhớ luôn. À, nhưng mà coi như hôm nay gặp lại được vui mừng hồi ngộ, được gia đình đoàn tụ như thế này, thì bây giờ anh có cái gợi ý là coi như nên coi như nâng ly và chúc mừng ngày sinh nhật, ngày trở về của em, của em Tịnh hôm nay, và chúng ta cũng hát bài là coi như Happy Birthday to you nha. Vỗ tay lên. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Nâng ly lên, nâng ly lên. Không say không về. Nhau. 1, 2, 3. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật nha. Em xin chúc mừng nha. Tới bây giờ là coi như mấy khi mình uống nữa, bây giờ mình uống hết, uống cạn luôn đi. Uống cạn luôn đi. Hôm nay cả nhà ai cũng uống bia hết trơn nha. Xỉn kêu xe về để xe ở lại đây luôn. Dạ. Rồi em xin chúc mừng chị nha, chúc mừng cho chị Tịnh nha, quá tuyệt vời luôn, chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 51 hả? 51 ha? 53 rồi. 53 rồi hả chú? 54. À, tuổi là 53 tròn. Dạ. À, 53 tròn nhưng mà thất lạc thì thất lạc là 51 nhưng mà tuổi thì là 53. Dạ. Rồi chúc mừng chú Diên nữa nha. Xin chúc mừng. Chúc mừng. Rồi cả nhà mình làm cái nữa cho nó khí thế nè. 1, 2, 3. Chúc mừng. 2, 3. Yo. Không có được cái nỗi oan này đâu. Không có giải oan được. Không có giải oan được mà nhiều khi ông cũng không có giải thích. Ông giải thích. Và thưa quý vị, là quý vị có nhận thêm được một cái thông tin nữa rồi, hôm nay cũng sẵn để giải oan cho bố nuôi của chị Tịnh luôn. Là trước đây đó thì khi mà bố nuôi của chị Tịnh mang chị Tịnh về Hà Nội đó thì là bị người mẹ nghi ngờ đó là con riêng của bố. Hả chị? Nghi ngờ, và hàng xóm này kia cũng nghi ngờ là con riêng của bố, nhưng bố không nói gì à? Có nghĩa là bố không giải thích, bố không giải thích. Giải thích thì cũng không, cái tình thì nó ngay nhưng mà cái lý thì nó gian quá. Dạ. Yeah. Bây giờ nói thì cũng tình ngay lý gian. Dạ. Yeah. Có nghĩa là có nói chăng nữa thì tình ngay lý gian, tự dưng đùng đùng đưa đứa con về. Nhưng mà nay thì bố cũng mất rồi ha.
có nói gì chăng nữa thì bố cũng cười thôi chứ bố không có cãi gì. Thì kể cả là mẹ có nghi ngờ oan thì oan lúc đó thôi, chứ bây giờ thì mọi việc nó cũng đã rồi thì cũng không có ấy nữa. Nhưng mà dù sao thì cũng giải oan được cho bố là bố rất là cao cả, đã đưa chị về để nuôi nấng chăm sóc, mặc dù là không phải con bố, rồi bố còn mang tiếng là con riêng của bố nữa. Chịu tiếng oan. Dạ. Rồi cả gia đình mình dùng đi, ngồi cười hoài vậy. À, vui quá hả? Vui quá rồi không chuyện. À, Tuấn Vị làm phiền gia đình mình một chút xíu nha. Biết rằng là gia đình mình thì đang còn cái tiệc vui mới bắt đầu, nhưng mà do ở cái chỗ đó Tuấn Vị đến giờ phải ra sân bay đi bay ra Huế đó, cho nên là cho phép Tuấn Vị xin được 2 phút để có đôi lời chúc đến gia đình. Xong đó là Tuấn Vị phải tạm thời chia tay trước để cho gia đình mình cũng có thời gian để cùng hàn huyên với nhau đó. Thì thế này, thưa chú và thưa chị và thưa gia đình mình, thật sự là trong cái buổi kết nối hôm nay đó thì vị không có gì sung sướng và vui bằng được thấy gia đình mình có cái sự đoàn tụ qua nhiều năm như vậy. Thật sự là Tuấn Vị không biết nói gì hơn, tâm hồn như đang bay bổng, không biết nói sao, giống như mình đang còn ở trên ngành cây vậy đó. Thế rất là vui. Vì vậy cho nên là một lần nữa thì Tuấn Vị xin chúc cho gia đình mình luôn luôn được mạnh khỏe, cũng như là có một cái cuộc đoàn tụ là viên mãn. Rồi sau này nữa thì có dịp, nếu ví dụ như mà có duyên mà có được có duyên được gặp nhau, hoặc là có duyên để kết nối cho những cái câu chuyện của gia đình giống như chị nói hồi nãy đó, thì nếu ví dụ như mà có duyên mà kết nối được với cái người anh mà chị vừa trình bày trên và kết nối được thì chúng ta sẽ có duyên gặp lại nha chị nha. Rồi cuối cùng thì xin chúc cho gia đình mình luôn vui khỏe, bình an và may mắn hạnh phúc nha chị nha. Cho em xin được hay là gia đình xin xin chúc là cả nhà anh Tuấn Vị lên đường bình an, cả nhà và cầu xin luôn luôn hạnh phúc, an lành và thành công, và luôn lan tỏa chương trình và đạt kết quả tốt. Chú cảm ơn chú nhiều, cảm ơn chị nhiều ha, chúc mừng chị Tịnh nha. Nay là sau vui lên nha, chứ không có buồn nữa đâu, không có gì để buồn, buồn không có gì vui, hiểu không? Buồn không có gì vui nên là phải vui nó mới được, vui nó mới vui được, chứ buồn không có gì vui hết. Chụp tấm hình ha, rồi ok. Rồi nhìn vào đây, chú rồi, nhìn lên. Một, hai, ba, rồi thả tim đi, thả tim đi. Thả tim. Một, hai, ba, rồi giờ số 4 đi, nhà mình có 1 người rồi. Một, hai, ba. Quên nữa, Tuấn Vị cũng xin thưa trên cộng đồng, bởi vì Tuấn Vị đang đặt cái máy quay bên kia. Thì xin thưa với cộng đồng, trong cái cuộc đoàn tụ của gia đình hôm nay thì thật sự mà nói đó, là cộng đồng là một cái yếu tố mà chắp cánh cho các cái video lan tỏa và được cái sự đoàn tụ hôm nay, là rất là cảm ơn sự chung tay của cộng đồng để cho gia đình được viên mãn như ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn và chúc cho cô chú anh chị trên cộng đồng luôn vui khỏe, bình an và may mắn, và tiếp tục theo dõi chương trình để cho các gia đình được đoàn tụ giống như gia đình của chú Duyên hôm nay. Chúng ta dành một tràng pháo tay ha. Rồi, cảm ơn chú nhiều. Rồi chào chú ha. Rồi chào gia đình mình ha, gia đình mình tự nhiên nha. Chúc thương được rồi, cũng bị phải ra để kẹo nó trễ giờ đó, trễ rồi 8 giờ bị bay. Rồi ok chú, cảm ơn chú. Rồi xin chào. Dạ rồi. Rồi trả lại không gian cho gia đình nha. Dạ ok nha. Rồi chào, xin chào. Xin chào anh. Chào anh nha. Rồi bye bye. Ok. Dạ. Bye bye con nha, con gái. Rồi bye bye nha.